Xin chào cả nhà, mình đưa Sarah đi dạo. Ở chỗ này hôm nay người ta có một cái chuồng nuôi cừu di động. Bên đây là một cái vườn trái cây có táo, có lê. Thì ở đây có mấy cây táo, có cây thì trái rụng hết rồi. Còn cái cây này thì lá rụng gần hết nhưng mà trái thì vẫn còn trên cây rất nhiều. Đây là cây trong vườn người ta trồng nên là khi rụng hết xuống thì người ta mới đi gom. Bên đây là cái ruộng lúc trước người ta trồng lúa, thu hoạch lúa xong rồi thì người ta trồng cái cây cải này xuống. Cây cải này gọi là cải xem, người ta trồng xong rồi người ta sẽ xới đất lên trước mùa đông để làm cho xốp đất. Chỗ ruộng này là hôm trước nước ngập cao, thế là những cái cây bắp người ta trồng ở đây chết hết này. Bây giờ thì cỏ mà mình thấy nó mọc quá trời rau dền á, nhưng mà rau dền thì cũng già hết rồi. Khu vực mình ở thì năm nào người ta cũng trồng rất nhiều bắp ngô. Bắp ngô này thì để cho gia súc ăn á, cho nên là cái loại bắp ngô nó vừa nhạt vừa cứng. Mình ăn thì sẽ không có thấy ngon. Khi mà bắp già đó, người ta sẽ đi cắt cả từ gốc, ngọn, cây, trái, xong rồi người ta nghiền nhuyễn ra để đem về cho gia súc ăn. Ruộng thì người ta trồng thay đổi, cứ năm nay trồng cây này thì năm sau sẽ trồng cây khác. Ví dụ như là ruộng nào năm nay trồng khoai tây thì những năm tiếp theo người ta sẽ trồng cây khác, và 4 năm sau thì mới lại trồng khoai tây lại ở ruộng đó.